Alo alo, xin chào các bạn, lại là mình đây, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ Spider-Man phiên bản One Piece cho các bạn xem nha. Cùng mình điểm qua một số thông tin của nhân vật này nhé. Tên đầy đủ của nhân vật này là Don Quixote Doflamingo, biệt danh là Thiên Dạ Xoa, là thuyền trưởng của băng hải tặc Don Quixote, từng là một thành viên trong Thất Vũ Hải với mức truy nã 340 củ. Cũng từng là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới ngầm dưới bí danh Joker. Doflamingo cũng từng là thành viên của quý tộc thế giới và là dòng dõi của gia tộc Don Quixote. Về ngoại hình thì Doflamingo là một người cao lớn, mái tóc vàng với làn da nâu cùng với gu thời trang theo phong cách Big City Boy. Về tính cách thì Doflamingo rất kiêu ngạo, tự tin, khoe cá tính và vô cùng ngông nghênh. Doflamingo thường có thái độ bỡn cợt và ít khi tỏ vẻ nghiêm túc, đặc biệt thích nói những câu mang tính triết lý, kiểu như kẻ thua không bao giờ thắng, kẻ thắng không thua. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ.
Nếu các bạn thấy chiếc video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra các video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.